Ngọc Lan kính chào quý khán giả đến với chương trình tin tổng hợp của Người Việt TV. Nội dung bản tin hôm nay Chủ nhật ngày 19 tháng Giêng năm 2020 bao gồm Cảnh sát Hồng Kông bắn lựu đạn cai, giải tán hàng ngàn người tranh đấu đòi tự do dân chủ. Vladimir Putin không có ý duy trì truyền thống lãnh tụ trọn đời ở Nga. Texas cãi cọ trong nhà, cha dường bắn vào bụng con riêng của vợ. Liệu quan hệ Việt Nam-Trung Quốc có khá hơn trong năm 2020 hay không? Sau đây là phần tin chi tiết thưa quý vị, cảnh sát Hồng Kông hôm Chủ nhật ngày 19 tháng Giêng đã bắn ào ạt các đợt lụa lạc cây để giải tán hàng ngàn người kéo đến tụ tập tại một công viên ngay trung tâm thành phố để bày tỏ sự phản kháng chính quyền nơi đây và cũng để kêu gọi tẩy chai chủ nghĩa Cộng sản. Theo bản tin của hãng thông tấn Roster, thì cảnh sát kéo đến bao vây khu công viên từ sớm trước khi cuộc tập hợp bắt đầu. Họ ngay lập tức đã bắn lựu đạn cay để ngăn chặn khi có cuộc tuần hành xuống đường tự phát sau đó lực lượng cảnh sát cũng đã dùng đến dùi cui để tấn công, rượt đuổi và bắt giữ một số người trong thành phần tranh đấu. Giới chức an ninh cũng huy động xe vòi rồng đến sẵn cùng với xe bọc thép nhưng không dùng tới. Ban tổ chức thì lúc đầu xin giấy phép có cuộc tuần hành nhưng cảnh sát chỉ cho phép họ được tập trung ở bên trong công viên lấy lý do rằng các cuộc tuần hành trước đây đã trở thành bạo động. Trong thông cáo gửi đến cho báo chí thì cảnh sát Hồng Kông nói rằng có hai nhân viên liên lạc cộng đồng của họ bị thương vì bị tấn công bằng gậy. Bản thông cáo cũng cho hay là một số nhân viên cảnh sát làm nhiệm vụ chặn bắt và xét hỏi người khả nghi ở khu vực ngoài nơi tập trung của giới tranh đấu đã bị ném các chai nước vào người. Cuộc biểu tình có chủ trương chống chủ nghĩa cộng sản này mang tên là Universal Society Against Communism, là hành động mới nhất của người dân Hồng Kông trong hàng loạt các cuộc biểu tình xuống đường kể từ hồi tháng 6 năm ngoái tới nay. Tiếp theo cũng liên quan đến phần tin thế giới, thì Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm thứ Bảy 18 tháng Giêng nói rằng ông không muốn Nga trở lại truyền thống có từ thời Liên Xô là có các nhà lãnh đạo trọn đời, chết khi đang cầm quyền mà không có một chiến lược thay thế nhân sự rõ ràng. Theo hãng thông tấn Reuters, thì lời phát biểu này của Putin được đưa ra trong bài diễn văn đọc trước các cựu chiến binh thời đệ nhị thế chiến tại St. Petersburg chỉ ít ngày sau khi ông công bố việc thay đổi hệ thống chính trị ở Nga, khiến cho Thủ tướng Dmitry Medvedev phải từ chức cùng với nội các của ông này. Tổng thống Putin trong một quyết định bất ngờ đã chọn ông Mikhail Mushutin là người đứng đầu cơ quan thuế vụ nhà nước nhưng được ít người biết đến làm tân thủ tướng. Người dân Nga nay đang chờ đợi việc ai đi, ai ở trong số các bộ trưởng hiện nay. Các thay đổi do Putin đưa ra vốn gồm cả việc sửa đổi hiến pháp để thành lập một trung tâm quyền lực bên ngoài vòng kiểm soát của Tổng thống, được coi là biện pháp dọn đường để ông Tổng thống 67 tuổi này tiếp tục lãnh đạo nước Nga khi ông rời khỏi chức vụ Tổng thống vào năm 2024. Trong bài phát biểu hôm thứ Bảy, thì Putin, người đã giữ chức tổng thống trong 4 nhiệm kỳ, nói rằng ông muốn giới hạn thời gian phục vụ của các tổng thống Nga tương lai chỉ ở hai nhiệm kỳ, bác bỏ ý tưởng sẽ có một tổng thống Nga cầm quyền trọn đời. Các phát biểu mới nhất của ông Putin có vẻ khẳng định rằng ông ta sẽ rời khỏi chức vụ tổng thống vào năm 2024 theo như quy định của Hiến pháp hiện hành. Liên quan đến tin Hoa Kỳ thì một người đàn ông 38 tuổi hiện đang trong tình trạng thương tích trầm trọng sau khi bị cha dượng bắn vào bụng do có cuộc tranh chấp trong gia đình tại nhà. Theo bản tin của đài truyền hình địa phương thì thuộc hệ thống ABC thì vụ này xảy ra vào tối ngày thứ Bảy 18 tháng Giêng. Theo các cơ quan truyền thông thì cảnh sát đã đến một căn nhà ở trong quận Harris County sau khi nhận được báo cáo là có người bị bắn vào bụng các cảnh sát viên khi đến nơi thì thấy một người đàn ông bị trúng đạn và đã nhanh chóng chở người này vào trong bệnh viện các bác sĩ nơi đây đã tiến hành cuộc mổ khẩn cấp và người này dự trù là sẽ sống sót giới chức công lực thì cho biết vụ nổ súng này có thể là một hành động tự vệ người trong gia đình thì khai với cảnh sát rằng người đàn ông bị trúng đạn là con riêng của bà vợ và ở cùng nhà với hai vợ chồng cao niên này theo lời gia đình thì kẻ bị bắn đã nhiều lần có hành vi bạo động đe dọa hai vợ chồng lớn tuổi kia khi cuộc cãi cọ trở nên trầm trọng vào tối hôm thứ bảy thì người cha dượng đã rút súng bắn con riêng của vợ một phát vào bụng cha mẹ của nạn nhân hiện đang hợp tác với cuộc điều tra của cảnh sát vụ này có thể được chuyển sang một đại bồi thẩm đoàn để xem xét có nên truy tố người cha dượng về tội nổ súng hay không Liên quan đến tin Việt Nam, thưa quý vị, lãnh tụ hai nước Cộng sản Việt Nam và Trung Quốc đã gọi điện thoại chúc Tết kỷ niệm ban giao, đưa ra những lời lẽ nồng ấm bề ngoài, có vẻ như là muốn kêu gọi cải thiện mối quan hệ song phương. Hôm thứ Bảy, thì Tân Hoa Xã đã đưa tin Chủ tịch Tập Cận Bình đã gọi điện thoại chúc mừng Tổng Bí Thư kiêm Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhân dịp kỷ niệm 70 năm hai nước Cộng sản anh em thiết lập ban giao. Ông Tập Cận Bình đã lặp lại mấy khẩu hiệu tuyên truyền quen thuộc là 4 tốt và 16 chữ vàng mà ông ta cũng đã nhắc đến 3 ngày trước đó trong một cuộc điện đàm chúc Tết. Lãnh đạo Trung Quốc đã đưa ra 16 chữ khẩu hiệu xác định đường hướng phát triển quan hệ hai nước Việt-Trung trong thế kỷ mới này là sơn thủy tương liên, lý tưởng tương thông, văn hóa tương đồng, vận mệnh tương quan. Nghĩa là sông núi gắn liền, cùng chung lý tưởng, hòa nhập văn hóa, có chung định mệnh. Được diễn dịch là láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài hướng tới tương lai. Bên cạnh đó là khẩu hiệu bốn tốt gồm có láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt. Trước đó vào ngày thứ 5 16 tháng Giêng năm 2020, thì thông tấn xã Việt Nam đưa tin là nhân dịp Tết canh tí sắp đến, ông Tổng Bí Thư kiêm Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nói chuyện chúc Tết qua điện thoại với ông Chủ tịch Tập Cận Bình. Thông tấn xã Việt Nam nói rằng, trong cuộc điện đàm, ông Trọng ngoài những lời chúc tụng thường lệ đã kêu gọi hai bên cần gìn giữ truyền thống hữu nghị tốt đẹp, đẩy mạnh hợp tác, thực chất, cùng có lợi trên tất cả các lĩnh vực, tăng cường giao lưu nhân dân, tạo nền tảng xã hội vững chắc cho quan hệ song phương. Đáp lại, thông tấn xã Việt Nam nói là ông Tập Cận Bình sau những lời chúc tụng cũng đã sẵn sàng cùng với Đảng, chính phủ và nhân dân Việt Nam tăng cường sự tin cậy chính trị, thúc đẩy hợp tác thực chất và hiệu quả trên các lĩnh vực mang lại lợi ích thiết thực cho người dân hai nước. Những lời chúc Tết nồng ấm và kêu gọi cải thiện quan hệ của hai ông trùm Cộng sản Việt Nam và Trung Quốc liệu có dẫn đến lòng tin cậy chính trị được cải thiện hay không? Những gì người ta nhìn thấy qua các biến cố vừa qua cho thấy là những lời hô hào cải thiện quan hệ có vẻ trống rỗng, không thành thật, chỉ nhằm tuyên truyền. Dù vậy, bề ngoài thì hôm thứ Sáu ngày 17 tháng Giêng năm 2020 khi đưa tin tất cả ba lãnh tụ đảng, nhà nước và quốc hội Cộng sản Việt Nam gửi điện văn kỷ niệm 70 năm thiết lập ban giao với Trung Cộng, thì thấy là thông tấn xã Việt Nam thuật lại là chủ trương nhất quán lâu dài của đảng, nhà nước Việt Nam là hết sức coi trọng, sẵn sàng làm hết mình và ưu tiên hàng đầu phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống và đối tác hợp tác chiến lược toàn diện với đảng, nhà nước và nhân dân Trung Quốc. Vừa rồi là nội dung của bản tin tổng hợp ngày Chủ nhật 19 tháng Giêng năm 2020. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Ngọc Lan kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ tới.